Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây. Xe bồn dầu cháy nổ ở Haiti làm chết 53 người. Hungary và Ba Lan cần thỏa hiệp để giải ngân quỹ phục hồi kinh tế. Vaccine Pfizer không hữu hiệu để ngăn chặn số ca nhiễm Omicron tăng vọt ở Phi Châu. Liên Hiệp Quốc xác nhận nhiệt độ tăng cao kỷ lục tại Bắc Cực năm 2020. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Xe bồn dầu cháy nổ ở Haiti làm chết 53 người. Thưa quý vị, một vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở thành phố Cap Haitian của Haiti vào đêm thứ Hai đã giết chết khoảng 40 người và làm hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng Ariel Henry ngày hôm nay công bố tin trên, đồng thời cho hay quốc gia Caribe sẽ ban bố quốc tang để tưởng niệm những người đã khuất trong 3 ngày. Thưa quý vị, Haiti năm nay bị thiếu xăng dầu trầm trọng vì bến cảng tiếp nhận nhiên liệu bị các tổ chức chính trị phong tỏa để đòi Thủ tướng Henry từ chức. Bất chấp thi thể người chết nằm vương vãi tại khu vực xảy ra vụ nổ, người dân đã đổ xô đến múc xăng mang về nhà. Haiti vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi sau vụ Tổng thống bị ám sát vào ngày 7 tháng 7 và trận động đất mạnh 7.2 độ Richter xảy ra giữa tháng 8, làm cho hơn 2.200 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục ngàn ngôi nhà. Tình trạng an ninh tại đất nước hơn 11 triệu dân ngày càng tồi tệ vì sự gia tăng số vụ bắt cóc liên quan đến băng đảng. Trong đó có vụ bắt cóc 17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ, Canada và thành viên gia đình giữa tháng 10. 5 người trong số của họ đã được thả, nhưng 12 người khác vẫn còn đang bị giam giữ. Theo Patrick Onmono, phó thị trưởng Cap Haitian, thì ít nhất 53 người chết và hơn 100 người bị thương vì vụ nổ thiêu rụi khoảng 20 ngôi nhà gần đó. Ông cho rằng số người chết sẽ còn tiếp tục gia tăng. Quay sang một bản tin khác, thì Hungary và Ba Lan cần thỏa hiệp để giải ngân quỹ phục hồi nền kinh tế. Thưa quý vị, Ủy viên Tư pháp Khối Liên Âu tại Warsaw, ông Didier Reynders vào hôm qua cho hay, tổ chức này đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu sự căng thẳng vì cuộc tranh chấp liên quan đến tính độc lập của ngành tư pháp Ba Lan, để có thể giải ngân 36 tỷ euro viện trợ kinh tế giúp phục hồi sau đại dịch của Khối Liên Âu dành cho nước này. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan, ông Zbigniew Ziobro, đã trao cho ông Didier Reynders những bức ảnh về Warsaw bị đổ nát thời Thế chiến thứ hai, cho thấy châu Âu từng đối xử bất công với Ba Lan trong suốt thời gian dài. Đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền tại Ba Lan đã bị Khối Liên Âu cáo giác là đã can thiệp hệ thống tư pháp, vi phạm hệ thống luật pháp của Tòa án Công lý châu Âu, gọi tắt là ECJ. Vẫn chưa rõ khi nào thì Warsaw có thể dẹp bỏ phòng kỷ luật của tối cao Pháp viện Ba Lan để làm hài lòng Ủy ban điều hành châu Âu ở Brussels, dẫn tới việc giải ngân quỹ khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Ủy ban Khối Liên Âu cho biết, các cuộc đàm phán với Warsaw vẫn đang tiếp tục. Sau chuyến công du của ông Reynders, hai sự kiện khác đã làm xói mòn niềm hy vọng sẽ giải quyết nhanh chóng tình trạng bế tắc. Thứ nhất, Đức là quốc gia quyền lực nhất châu Âu, đã thiết lập liên minh cầm quyền mới, có đường lối cứng rắn hơn đối với sự thoái trào dân chủ của Khối Liên Âu so với cựu thủ tướng trung hữu là bà Angela Merkel. Thứ hai, ECJ đã nỗ lực cắt giảm tiền viện trợ các quốc gia vi phạm các quy tắc dân chủ của Khối Liên Âu. Ba Lan có nguy cơ mất 1.1 ngàn tỷ euro của Khối Liên Âu trong khoảng thời gian từ những năm 2021 đến năm 2027. Thưa quý vị, vaccine Pfizer không hữu hiệu để ngăn chặn số ca nhiễm Omicron tăng vọt ở Phi Châu. Tin từ Reuters của Johannesburg cho hay, hai liều vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech chỉ bảo vệ 70% bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Nam Phi trong những tuần lễ gần đây, kém hữu hiệu để ngăn chặn số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron. Kết quả của nghiên cứu được công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Nam Phi Discovery Health công bố hôm thứ Ba dựa trên hơn 200.000 kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong đó có đến 78.000 ca nhiễm Omicron, chiếm 78% số ca nhiễm từ tháng 11, nhiều hơn so với biến thể Delta. Số ca nhiễm hàng ngày ở Nam Phi đã tăng khoảng 20.000 trong những ngày gần đây.
dựa vào cuộc phân tích của các nhóm nghiên cứu của Discovery, đồng thời phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, viết tắt là SAMRC. Các nhà khoa học cho rằng hai liều Pfizer-BioNTech chỉ cung cấp 70% khả năng bảo vệ bệnh nhân COVID-19 khỏi nhập viện và 33% sức bảo vệ người trở bệnh nặng khi bị nhiễm COVID-19. Glenda Gray, chủ tịch SAMRC, cho biết điều đáng khích lệ là vaccine Pfizer-BioNTech hữu hiệu để giảm số ca bệnh nặng và nhập viện. Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy người đã được tiêm vaccine COVID-19 trước đó không đủ kháng thể để ngăn ngừa Omicron, dẫn đến tỷ lệ lây truyền cao. Trong khi đó, thì một bản tin khác cho biết là Liên Hiệp Quốc đã xác nhận nhiệt độ tăng cao kỷ lục tại Bắc Cực vào năm 2020. Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới, gọi tắt là WMO, cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc hôm nay đã xác nhận nhiệt độ cao kỷ lục ở Bắc Cực đã lên tới hơn 100 Fahrenheit, tương đương với 38 độ C tại một thị trấn ở Siberia năm rồi, cho thấy đợt nắng nóng kéo dài báo động về sức nóng gia tăng kỷ lục khắp hành tinh. Verkhoyansk, nơi nhiệt độ tăng cao kỷ lục vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, cách Bắc Cực 71 dặm về phía Bắc, là khu vực đang nóng gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Sức nóng cực độ đã thổi bùng các đám cháy rừng khắp vùng lãnh nguyên phía Bắc nước Nga, đốt cháy các vùng thăng bùng ngập nước, thải ra lượng khí carbon cao kỷ lục. Cuộc khảo sát được Liên Hiệp Quốc tiến hành cho thấy, thời tiết khắc nghiệt vì sự biến đổi khí hậu gây bão tố và làn sóng nhiệt độ cao đã hủy diệt môi sinh, làm hại sức khỏe của con người. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị đừng rời máy, chị em chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin châu Á.